Đò đá ốc móng tay 35.000 một ký. Đò đá ốc móng tay 35.000 một ký. Đò đá ốc móng tay. Chào các bạn nha. Giờ mình sẽ tiếp tục lên đường từ chợ Trà Phú. Giờ đi tiếp. Giờ đi lên từ chợ Trà Phú này mình sẽ đi tiếp. Nãy giờ là mình dạo một vòng chợ Trà Phú rồi. Giờ lên đường tiếp tục. Bây giờ là 2 giờ 15 phút chiều. Chủ nhật. Đây là 9 tháng 4 rồi. Ôi ôi. Vừa nè các bạn. Thấy không? Đại dịch nè. Đó, vừa. Kiếp không? Oh, ghê hồn. Đang làm cái vỉa hè nó mở rộng ra. Đường 3 tháng 2. Thôi thôi, chữ Khmer luôn. Không biết luôn. Theo băng rôn mà chữ Khmer nhìn không biết luôn. Phở. Trời ơi, đây bán phở quá trời á bạn. Phở phở. À. Cái này là trung tâm y tế huyện Trà Cú là ở đây nha các bạn. À. Chúc mừng năm mới. Đây đây đây. Cổng vào bệnh viện trung tâm y tế quận Trà Cú là đây nha các bạn. À. Nhà văn hóa thị trấn Trà Cú. Tiếp tục lên đường. Đi đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 đi xuống Trà Cú. Bên này cái nhà Nguyễn Văn Co mua phế liệu. Bên đó nguyên cái nhà xe cái gì bạn, nhà xe của bệnh viện hay gì á. Ủa công ty ở đâu cái bệnh viện thì ra nó là cái công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp Lifaco Trà Vinh. Ồ ghê hồn á nè, khủng khiếp không, kinh khủng lớn ghê hồn. Quá đẹp. Tuyệt vời không? Trời.
xoài trái mê ly luôn. Có một cái rừng cây nữa, chắc là cái chùa nữa đây. Cứ chỗ nào mà nhìn thấy có rừng cây là cái chùa là chắc chắn là ở đó đây. Đó, chính xác nha các bạn. Tại Vinh chỉ cần nhìn vô rừng cây là biết có cái chùa. Quá trời lớn luôn. Làm cái hàng rào chạm trổ khủng khiếp. Ai cái tay chạy cờ khủng khiếp không? Đó, 10 cây nữa tới Đình An. Đây. Đó, cho các bạn đứng ở ngoài chùa dòm vô. Một ngôi chùa. Đó, quá đẹp. Đình An, Đinh An gì đó, Định An chứ, Định An 53 km nữa. Chuột cống. Đường quê quá trời đẹp. Đường chiều. Định An đi trái chợ Hàm Giang đi thẳng. Định An vậy là mình đi Định An rồi. Vậy là mình quẹo trái đi Định An, đi Hàm Giang là đi thẳng. Giờ mình đi Định An. Đẹp chưa các bạn?
Giang, cầu Hàm Giang. Đi quẹo ngoái tay phải là chùa Giàm Rây. Vô chùa đây, một cái cổng chùa nữa đây, các bạn xem cái cổng chùa, quá trời đó. Đây ôi đẹp ghê, hồng không tuyệt vời không, một trời luôn ha đó. Ô ghê hồn thiệt. Thôi giờ mình xin tạm biệt các bạn ở ngay đây chứ gì ta, gì Đại An, xã Đại An. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.